Dạ đây buông đi ra này, buông đi, chịu đây, lại đây, chịu đây đi. Rồi đó, quay qua luôn đó. Quay. Chào quý vị và các bạn nha. Hôm nay mình đi Vĩnh Giang lên trên uống cà phê mà. Ông anh này cũng muốn mé cái cây cây tượng này nha bà. Tầm là mưa gió. Trên núi Ba Thê các bạn, để mình quay núi Ba Thê cho các bạn xem nha. Ở dưới chân núi luôn, cách đây vô tổng khoảng mấy chục mét à. Làm Giang nó đang hạ bớt ra lây gai lên nha. Không cái gì ạ? Có mộng quá à. Bay lên đó, nó bay lên đó. Con sắt hả? Con lá? Dẻ không nổi luôn. Dẻ các bạn ơi. Ít kìa bạn, nó qua bốn con à. Nhắn là bị nó quánh rồi nghe bạn. Gớt xuống kinh nha bạn, gớt kinh là mình phải kéo lên, gớt luôn các bạn, rồi nó kéo lên này. Cái nhánh là cho sụ á, cho sụ nó cho nằm sát xuống gốc, kéo về đây lên, chừa cái tược ngoài này lại ha. Còn bên kia mở miệng cho nằm cặp qua mấy anh kia luôn. Để nó xuống nước mà cầm kéo lên đó. Đó lên nghe mà. Ông chủ nó rất là kỹ các bạn ơi. Ngay cái cây này ngay ganh luôn nha mà. Ông không cho rớt qua bên ta nhánh nào chân nha mà. Thì nó hơi sụ cái nhánh bên kia nó qua bên ganh đó các bạn. Còn kêu là phải đem về đây hết. Wow, ngay góc luôn nha bạn. Để rớt xuống sông là mình phải kéo lên hết nha bạn. Chỗ này không mướn cây cũng rất là khó đó. Giờ treo nhánh làm sao? Treo qua lên đây luôn hả? Mày này ngặt nha, mày mé bớt nhánh bên đây đi. Chủ này cũng chơi căng quá các bạn ơi. Ông chèo qua nhánh đó, nhánh chằng cầu dây qua nghe các bạn. Hôm nay mình với anh đi có hai người thôi mà.
cho cho nó mà kéo vô, thảy vô trong nó không thảy đâu. Bắt cái nhánh dưới giò luôn đi. Lên trên luôn nha bạn. Chẳng ghé không? Quay lại căng nhánh sau lưng luôn đi. Quay lại các kiến sau lưng luôn đi. Mày nhấn khó bên kia lần cuối cùng nữa. Ngay ngay góc luôn rồi. Rồi cho nhảy trong này nè. Cái tợt trên đó là trờ lên luôn, luôn nguyên vậy luôn hả? Chơi ngặt ha. Vì sao dây nó chằng vô gốc cây được không? Hay là tao chằng? Kéo đầu, kéo cho nó gớt bản hay gì? Rồi. Qua đây mình kéo con dây này lại lên tiếp ảnh dây mà. Sao? Rồi cầm ghế đi. Cái này nè các bạn, kéo cho nó phóng vô bờ nè các bạn. Ở đó mày qua quán này đi, nó bay vô à. Cái gịch nhẹ này là nó bay vô à. Quấn 2-3 tô buộc lại luôn đi. Cho nó treo hơi mình xả ra. Chủ luôn thì ngặt đó, đó rớt qua đây cái cắt tay em gì bển cũng không điều nữa. Phải đưa gì bển hết nữa. À, đó, mày thiệt tình chứ. Chơi khó không? Mướn ghẻ chơi khó không? Rồi cắt đây. Chặt tiếp. Tiếp thì cho nó phóng gì bển nha. Xong nữa mà
Gớt đó mày. Gớt đó, buông đi ra, buông đi, chịu đi, lại đi, chịu đi đi. Rồi đó, quay qua luôn đó. Ui, quá hay. Về ngay ganh luôn. Gặp ông thầy thì quá trời khó rồi. Để tháo dây xuống rồi. Đi xuống xe qua vậy ơi. Cắt lên cho xe qua kìa. Có xe nha bà. Ngã về ngang đường luôn rồi. Đem về ngay ganh bản luôn nha bà. Rồi. Xuống đây cắt cho xe qua kìa. Các bạn ngay ganh luôn nha bà. Ganh chỗ cái nóng đá của ông nè. Về đây hết luôn nha. Ông này chơi nhiều cái ngặt chứ. Đó ngã vào đây người ta cắt cho đem về cũng không cho nữa. Và ông chủ nữa rất là khó nha bà. Xong hết rồi mà. Xuống chặt cho xe. Các bạn lại video sau nha. Chắc cũng phút ra cho mình.